Thì kính thưa thầy Thúy, kính thưa các anh chị và các bạn, thì hôm nay em xin chia sẻ cái bài narcolepsy là chứng ngủ rũ hay còn gọi là chứng ngủ rũ ở Việt Nam đó. Thì cái phần mà chứng ngủ rũ hay là narcolepsy này á, thì ở Việt Nam mình cũng chưa có thật sự là hiểu biết được nhiều, cũng chưa có chẩn đoán và điều trị nó phù hợp được. Thì mong rằng là qua cái bài hôm nay thì em cũng đưa đến cho mọi người thêm một ít cái kiến thức, cũng như là thêm một vài cái hướng để có thể nhận biết cũng như là chẩn đoán và điều trị cho nhóm đối tượng narcolepsy này. Thì cái nội dung của em hôm nay cũng có cái phần sau đây. Thứ nhất là phần định nghĩa, thứ hai là cái phân loại, thứ ba triệu chứng, thứ tư là phần xét nghiệm, thứ năm là phần chẩn đoán và cuối cùng là cái kết luận. Thì cái nội dung của em hôm nay là chủ yếu là cái phần chẩn đoán là chính, còn cái phần điều trị thì sẽ có của thầy giáo vào dịp sắp tới. Thì định nghĩa của narcolepsy là như thế này. Thứ nhất là narcolepsy là một cái rối loạn mà đặc trưng bởi cái buồn ngủ ngày quá mức và các cái triệu chứng nó liên quan tới bất thường cái điều hòa thức và ngủ. Trong đó có một cái đặc trưng là cái thời gian tiềm thời REM nó ngắn và cái sự xâm nhập của cái trạng thái ngủ REM vào trong lúc tỉnh táo, tức là lúc ban ngày đó. Đó là một điều đặc trưng của cái rối loạn này. Và cái tỷ lệ nó mắc phải thì khoảng cỡ 56 người trên 100.000 dân ở Mỹ. Thì ở Việt Nam mình thì chưa có những cái thống kê cụ thể cho cái nhóm đối tượng này. Về phân loại á thì trước đây nó có hai cái phân loại, một cái phân loại là theo ICSD-2 và một cái phân loại là theo ICSD-3. Thì cataplexy á là một cái triệu chứng đặc trưng nhất của cái narcolepsy. Theo cái phân loại của ICSD-2 á, narcolepsy được chia làm hai nhóm là narcolepsy có cataplexy, tức là cái chứng tê liệt nhất thời đó, và narcolepsy mà không có cataplexy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chia phân loại theo cái ICSD-3 thì nó cũng chia làm hai nhóm luôn là type 1 và type 2. Type 1 á, thì nó dựa vào giảm hoặc là không có cái hypocretin trong dịch não tụy. Còn type 2 á, thì nó hypocretin trong dịch não tụy nó bình thường hoặc là nó chưa có làm được, nó chưa có thực hiện được cái chuyện đó. Thì cái triệu chứng chúng ta qua chút xíu về triệu chứng thì cái bốn cái triệu chứng chính mà của narcolepsy á người ta ghi nhận rõ đó là thứ nhất là buồn ngủ ngày quá mức là excessive sleepiness, thứ hai là cataplexy là cái triệu chứng đặc trưng đó là tê liệt nhất thời, thứ ba là sleep paralysis là liệt khi ngủ, và thứ tư là sleep hallucination tức là ảo giác khi ngủ. Thì nó chỉ có 10 đến 15% bệnh nhân là có đủ bốn cái triệu chứng trên mà thôi. Không phải là tất cả mọi cái triệu chứng nó đều xuất hiện trên cái nhóm narcolepsy này. Trong đó có một cái triệu chứng kèm theo, đó là triệu chứng thứ năm, đó là cái rối loạn giấc ngủ, là cái giấc ngủ nó bị phân mảnh rất là nhiều trong đêm. Thì chúng ta nhìn thấy được các cái giới hạn trên của các cái triệu chứng ở đây, là giới hạn trên có nghĩa là nó có một khoảng, thì người ta thống kê cái giới hạn trên. Thì cái triệu chứng mà buồn ngủ ngày quá mức á, thì nó hầu như là trên tất cả các cái narcolepsy đều có hết, riêng cái cataplexy thì nó khoảng cỡ 80 đến 90%, thì giới hạn trên nó là 90%. Cái ảo giác khi ngủ nó khoảng cỡ từ 70 đến 80%, cái liệt khi ngủ nó khoảng cỡ 70 đến 80%, và cái phân mảnh giấc ngủ trong đêm nó khoảng cỡ 80 đến 90% cái tỷ lệ đó. Thì các cái triệu chứng này á, nó có thể xuất hiện ở bất kỳ cái dạng hình thức nào, nhưng mà chúng ta sẽ đi kỹ vào một chút xíu để chúng ta nhìn thấy được như thế nào gọi là buồn ngủ ngày và cataplexy hay là ảo giác hay là liệt khi ngủ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào một cái là buồn ngủ ngày quá mức. Buồn ngủ ngày quá mức thì hầu hết 100% bệnh nhân là nó sẽ có cái triệu chứng này, và thường nó phải lớn hơn 3 tháng, ít nhất 3 tháng thì mới được là đánh giá là buồn ngủ ngày quá mức ở trong narcolepsy. Tức là nó định nghĩa rằng là cái nhu cầu ngủ mà không thể buồn ngủ á, mà không thể cưỡng nổi, hoặc là rơi vào cái trạng thái ngủ mà không chú ý ở ban ngày. Khác nhau về các cái mức độ nghiêm trọng, và nó xảy ra đang khi nghỉ ngơi luôn, hoặc là trong các cái tình huống đơn điệu. Ví dụ như là ngồi nghỉ ngơi hoặc là trong một cái tình huống gì đó mà nó có thể rơi vào giấc ngủ bất chợt như vậy. Cơn buồn ngủ nó đột ngột và nó không có dấu hiệu báo trước gì cả, tự nhiên nó buồn ngủ luôn. Buồn ngủ này thường là triệu chứng đầu tiên của chứng ngủ rũ, hiếm khi là người ta thấy cataplexy trước, và đầu tiên nó phải có cái triệu chứng buồn ngủ trước cái đã, rồi cataplexy nó mới xuất hiện sau đó. Thì cataplexy thì như thế nào? Tức là tê liệt nhất thời á, người ta thấy được rằng là triệu chứng duy nhất đặc trưng cho cái chứng ngủ rũ, tại vì nó chỉ có chứng ngủ rũ mà thôi. Nhưng mà chỉ xuất hiện ở khoảng cỡ 60 đến 70% bệnh nhân được xác định là có cái buồn ngủ ngày quá mức mà thôi, chứ không phải rằng là nó tất cả đều có. Đồng thời nữa là khi mà có buồn ngủ ngày quá mức và đánh giá được cái PSG với MSRT á, là cái thời gian tiềm thời giấc ngủ nó dương tính, thì người ta thấy được khoảng cỡ 60 đến 70% là nó có cái cataplexy. Theo cái ICSD-3 đó thì cataplexy được định nghĩa là nhiều hơn một cơn và thường ngắn nhỏ hơn 2 phút thôi, và nó thường mất trương lực cơ đột ngột đối xứng ở hai bên, và nó còn lúc đó người ta vẫn còn ý thức, có nghĩa là vẫn còn nhận biết được chuyện đó. Nó khởi đầu thường sau một cái khởi đầu khi mà nó vừa kết thúc một cái cảm xúc mạnh mẽ, tức là những cảm xúc mà nó tích cực đó. Hầu hết đó, những cái người mà bị cái tình trạng này, người ta thường hay cho biết rằng nó liên quan đến cái tiếng cười,
hoặc là một cái câu chuyện cười gì đó, tức là vừa mới xong một cái tràng cười gì đó xong rồi tự nhiên người ta rơi vào cái tình trạng tê liệt cái thời đó, hoặc sau khi nghe một câu chuyện cười thì nó hay rơi vào cái tình trạng catalepsy này. Thì thường á, thì nó xuất hiện trong vòng vài năm kể từ khi mà bắt đầu buồn ngủ, có nghĩa rằng là buồn ngủ nó xuất hiện trước và sau đó khoảng cỡ vài năm sau thì nó mới xuất hiện catalepsy này. Nó có thể là một bên, tức là thường thì nó đối xứng nhưng mà nó vẫn có thể xuất hiện một bên, và nó liên quan đến các cái cơ cổ và có liên quan đến co giật cơ nữa. Ở trẻ em á, thì cái catalepsy này thường nó kịch tính hơn rất là nhiều, nó thường mất trương lực cơ toàn bộ cái cơ tư thế, có nghĩa rằng là toàn bộ cái cơ mà có thể giữ cho nó đứng thẳng thăng bằng được thì nó mất hết cái trương lực đó. Nó biểu hiện dưới dạng là giảm trương lực cơ mặt hoặc là toàn thân luôn, với mí mắt nó rụt xuống, lưỡi nó thè ra, miệng há lưỡi thè ra, hoặc là nó cái giãn đi nó không vững đó. Trong quá trình mà bị tê liệt cái catalepsy này á, thì phản xạ gân sâu nó không còn nữa. Thì người ta thấy được rằng là một số cái triệu chứng, tức là một số cái trigger, tức là một số cái mà nó kích hoạt cái cơn mà tê liệt cái thời lên á, thì nó gồm có là thường là cười là nhiều nhất. Sau khi mà cười xong á, thì khoảng 8-7% là nó hay bị cái triệu chứng là nó tê liệt cái thời đó. Có thể là nghe một câu chuyện cười, giận dữ, hoặc là một cái sự kích động, ngạc nhiên, căng thẳng. Rồi sau cái sách nó cũng có bị nữa. Đó là các cái trigger mà nó có thể gây ra cái triệu chứng catalepsy này. Các cái vị trí mà nó bị tê liệt cái thời đó thì nó thường thấy ở đâu nhiều nhất? Thứ nhất là cái chân, yếu cái cơ chân nó nhiều, nó khoảng cỡ 80-90%. Đối với lại là cơ cằm, cơ hàm á, thì nó khoảng cỡ 80%. Và trong đó thì đỡ cái lưỡi và đỡ cái giọng nói á, nó khoảng cỡ 60-70%. Và nhìn chung chung á, thì nó khoảng cỡ 5-10% thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh của cái tê liệt cái thời này ở một cái người mà có biểu hiện của catalepsy điển hình. Có nghĩa rằng là sau khi mà cái hình thứ nhất á, là đang nghe cái chuyện cười, xong rồi hình thứ hai á, là cái người này vừa cười lên một cái, tức là sau khi nghe cái chuyện cười đó cười lên một cái, thì đến cái hình thứ ba là bắt đầu nhìn cái mặt của người này đơ ra, cái cằm nó há, miệng nó há ra, nhìn cái khuôn mặt nó đơ ra như vậy. Và sau đó đến cái hình thứ tư, thứ năm, thứ sáu là nó rơi vào cái trạng thái catalepsy, là người ta sẽ gục cái đầu xuống và xong rồi á, là gục luôn, kiểu như đến cái hình thứ sáu là như vậy. Có nghĩa là bắt đầu từ cái hình thứ ba của cái người đàn ông này á, là đã xuất hiện cái triệu chứng của catalepsy rồi, và nó đơ hết cái khuôn mặt luôn đó, cái cằm nó bị đơ ra và cái mặt nó cũng đơ ra luôn, và cuối cùng người ta gục do cái trương lực cơ cổ nó mất đi và nó gục luôn cái đầu xuống dưới đó. Đến chúng ta sau đó là phần catalepsy, thì bây giờ chúng ta qua phần ảo giác khi ngủ. Cái này là chúng ta hay thường thấy lắm, ảo giác khi ngủ là những cái hình ảnh mơ mộng nó sống động lắm, nó thường kỳ quái liên quan đến cái bắt đầu khi mới vào giấc ngủ thì nó gọi là hypnagogic, và nó cứ lúc gần thức thì nó gọi là hypnopompic. Nhưng mà cái này nó đặc biệt ở chỗ rằng là nó xuất hiện vào gần lúc đi ngủ á, chúng ta hay còn gọi là bóng đè đó. Nó có một cảm giác mà nó gọi là khi đó nó thường kết hợp với lại cái tình trạng mà catalepsy luôn. Cho nên rằng đó là nó có những cái hình ảnh đó mà người ta cảm giác như rất là khó chịu và nó rất là sợ hãi. Thường nhận thức được nhưng mà hình ảnh đó nó không có thật, và nó trải nghiệm nó vẫn còn đáng sợ lắm. Hình ảnh thì thường được mô tả là một con vật hoặc là một người lạ trong phòng, người ta thấy cái gì đó rất là ghê gớm, hoặc là người ta có thể hoảng loạn với cái chuyện đó. Thường á, thì người ta hay thấy được cái triệu chứng của ảo giác khi ngủ này nó xuất hiện vào đầu đêm, nó làm cho người ta dễ sợ hơn. Nhìn chung á, thì nó rất là đáng sợ, và nó có thể là người đó thấy được, hoặc là có thể sờ được, hoặc là có thể nghe được, nhưng mà hiếm khi nó là nếm và cái ngửi cái mùi. Thì nó là cái hypnagogic á, ở đầu đêm đó là cái triệu chứng mà nó rất là khủng hoảng cho những cái người mà bị những cái trạng thái này. Liệt khi ngủ á, liệt khi ngủ nó có thể là một cái phần hoặc là một hoàn toàn, và thường là được ghi nhận là khi đang thức. Có nghĩa rằng là người ta nằm vào đầu đêm, ví dụ chúng ta bị bóng đè, nó cảm giác như là nó tê liệt hết toàn cái thân đi, cá nhân bị ảnh hưởng nó tỉnh táo, nó không thể di chuyển được, giống như kiểu là có cái gì đè giữ đi mà nó không thể di chuyển được tay chân như vậy đó. Và nó có thể xảy ra với cái ảo giác liên quan đến giấc ngủ, cho nên lúc này người ta thấy, người ta nghe được cái đó nhưng mà người ta không làm được một cái gì cả, nên làm cho người ta rất là sợ. Thường á, thì cơ hoành và cơ vần nhãn nó không có bị liệt gì hết cả, tại vì hô hấp vẫn bình thường, mắt vẫn có thể cử động, lúc đó là cử động mắt nhanh. Nhưng mà một số người thì lại phản ánh rằng là nó có tình trạng khó thở, cái cảm giác mơ hồ, nó thiếu hơi đó, làm cho người ta cảm giác như giống như là bịt cái gì đó bịt vào miệng, họ không có thể thở được, đó là ngộp thở. Các triệu chứng khác á, lúc ngủ thì nó có một số triệu chứng sau đây, nhất là ngủ kém về đêm, tức là nó tăng cái giai đoạn N1 lên, và thứ hai nữa là có cái hành vi tự động, nó làm việc gì đó dường như nó có mục đích nhưng mà người ta không có nhớ được cái câu chuyện đó. Và thứ hai nữa là nó có cử động chân tay có chu kỳ, rối loạn hành vi giấc ngủ REM.
đó, sleep behavior disorder đó. Thường thì người ta thấy rằng là cử động chân có chu kỳ á, nó không có thể nào nó xảy ra trong giai đoạn REM, nhưng mà đối với cái người mà narcolepsy á thì nó lại xuất hiện ở trong cái giai đoạn REM. Có nghĩa rằng trong cái giai đoạn REM đó thường thì cái trương lực cơ nó giảm đi, nó sẽ không có cử động chân, nhưng mà đối với người narcolepsy á thì nó lại có cái tình trạng là cử động chân có chu kỳ trong cái giai đoạn REM này. Chúng ta qua một phần về phần xét nghiệm. Thì xét nghiệm thì chúng ta thấy được rằng là sử dụng cái xét nghiệm gồm có là các cái xét nghiệm rơi, thứ nhất là PSG-MSOT, có nghĩa rằng là mình làm một cái đa cái giấc ngủ và sau đó là một cái test để kiểm tra cái thời gian tiềm thời giấc ngủ vào ngày hôm sau. Còn cái xét nghiệm mà MWT á, tức là đánh giá khả năng mà có thể thức được của người đó, là để đánh giá cái đáp ứng điều trị mà thôi. Ngoài ra thì chúng ta làm thêm hai cái xét nghiệm nữa để xác định chẩn đoán, gồm có là hypocretin trong nhịp não tủy và HLA-DQB10602. Thì người ta thấy rằng là DQB10602 á, thì nó thường xảy ra hầu hết ở cái 90% mọi người có catalepsy. Đối với trường hợp mà không có catalepsy thì nó có khoảng có từ 40-60% thôi. Nó cũng tùy thuộc vào chủng tộc nữa. Ví dụ như là người Mỹ gốc Phi thì nó khoảng có 38% thôi. Người châu Á thì nó khoảng có 25% và đối với người Nhật thì nó khoảng có 12%. Thì cái vấn đề về cái đa cái giấc ngủ và MSLT á, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là gì? Các cái loại thuốc mà nó có ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc là sự tỉnh táo phải được ngừng trước đó 2 tuần cơ. Thế là muốn chúng ta làm thì chúng ta phải cho họ ngừng hết những cái thuốc đó, và hoặc là cái 5 lần cái thời gian bán hủy của thuốc đó trước khi mà chúng ta tiến hành cái xét nghiệm này, để nó phản ánh đúng thực chất cái vấn đề của cái người này. Ví dụ như người này đang có một cái rối loạn gì đó, người ta đang được điều trị, được sử dụng các cái thuốc mà nó có ảnh hưởng đến giấc ngủ REM, hoặc là nó ảnh hưởng đến cái sự tỉnh táo của người đó, thì chúng ta cần phải cho họ ngưng trước 2 tuần. Đồng thời trong 2 tuần đó thì chúng ta sẽ phải cho yêu cầu cái người đó phải có một cái giấc ngủ bình thường, phải ngủ được đầy đủ thời gian, tức là lớn hơn 7 giờ mỗi đêm, ít nhất cũng phải được 7 giờ mỗi đêm. Và chúng ta phải có một cái nhật ký giấc ngủ để ghi nhận lại chuyện đó, để thật sự rằng là nó có đúng, hoặc là dùng cái actigraphy đó để theo dõi cái hoạt động của người đó, có thử là người đó có thật sự ngủ mà đúng giống như chúng ta hướng dẫn hay không, để khi mà test mà PSG-MSLT nó không bị cái tình trạng là side effect ở cái bên đó. Cái tiêu chuẩn mà để cho một cái MSLT nó dương tính có nghĩa rằng là cái thời gian tìm thời giấc ngủ đó, tổng cái thời gian tìm thời giấc ngủ đó nó phải nhỏ hơn được bằng 8 phút, và nó có 2 short REM, có nghĩa là khởi đầu cái giấc ngủ bằng hai cái khởi đầu giấc ngủ là có giai đoạn REM. Cái short REM mà trên PSG ban đêm trước đó đó, tức là cái short REM nhỏ hơn 15 phút đó thì có thể được sử dụng làm cho một cái short REM trong 2 short REM mà trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán đó của MSLT. Có thể làm lại cái MSLT á, nếu như mà nghi ngờ lâm sàng mà chứng ngủ rũ mà xét nghiệm ban đầu mình thấy vẫn không có đáp ứng cái tiêu chuẩn chẩn đoán, thì chúng ta có thể tiến hành lại cái xét nghiệm này để xác định lại. Và khi mà chẩn đoán thì chúng ta sẽ có hai cái nhóm của cái narcolepsy này theo cái ICD-3 là narcolepsy type 1 và narcolepsy type 2. Thì về cái tiêu chuẩn để chẩn đoán của narcolepsy type 1 là như thế này. Thứ nhất là cái người mà được chẩn đoán narcolepsy type 1 á, nó phải thỏa hai cái tiêu chuẩn, tức là A cộng B1 hoặc là A cộng B2. Thì tiêu chuẩn A là gì? Bệnh nhân phải có buồn ngủ ngày quá mức và không cưỡng được, hoặc là ngủ ban ngày xuất hiện ít nhất là 3 tháng. Tức là phải có được cái thời gian kéo dài ít nhất là 3 tháng. Thứ hai nữa là hiện diện một hoặc hai trong hai cái triệu chứng sau đây. Nhất là nếu như là B1 đó, thì là phải có cataplexy là tê liệt nhất thời, và cái thời gian tiềm thời giấc ngủ nó nhỏ hơn bằng 8 phút cộng với hai cái khởi đầu giấc ngủ trong giai đoạn REM đó, tức là cái tiêu chuẩn của PSG-MSLT và cái cataplexy. Hoặc là trường hợp thứ hai là cái nồng độ hypocretin 1 đó, nó nhỏ hơn 110 microgram trên ml, hoặc là nhỏ hơn 1/3 cái giá trị trung bình của cái người bình thường. Đối với narcolepsy type 1 thì người ta hãy ghi nhận là nó hay xuất hiện vào khoảng ở lứa tuổi từ 15 cho đến 30 tuổi, nhưng mà nó vẫn có thể xuất hiện ở trẻ em và trên 60 tuổi, nhưng nó hiếm hơn thôi. Thì catalepsy nó xuất hiện vài năm sau khi mà triệu chứng buồn ngủ nó bắt đầu, gồm các triệu chứng khác nó bắt đầu trước. Sau đó cái catalepsy nó mới xuất hiện, nó gồm có là buồn ngủ ngày quá mức, liệt khi ngủ và cảm giác đầu đêm đó. Hầu hết á, cái narcolepsy type 1 á, nó có catalepsy và nó có cái HLA-DQB10602 nó dương tính. Chỉ có catalepsy thì chúng ta không đủ cái tiêu chuẩn để chẩn đoán narcolepsy type 1. Đối với narcolepsy type 1 á, thì nó có xu hướng là MSLT nó ngắn hơn và nó nhiều cái short REM hơn so với lại là cái narcolepsy type 2. PSG ở trong cái narcolepsy type 1 đó, nó cũng tăng cái giai đoạn N1 lên. Đối với narcolepsy type 1 thì cái tỷ lệ béo phì nó tăng lên, tức là nó phổ biến ở cái nhóm béo phì. Và đối với narcolepsy type 2 thì cái tỷ lệ béo phì nó ít hơn. Tê liệt khi ngủ và ảo giác đầu giấc ngủ á, nó phổ biến hơn ở narcolepsy type 1 so với narcolepsy type 2.
Thì tiêu chuẩn để chẩn đoán narcolepsy type 2 là gì? Nó phải thỏa hết tất cả các cái tiêu chuẩn từ A đến E ở trong này. Đầu tiên A là phải có buồn ngủ ngày quá mức, hoặc là ngủ ngày trong ít nhất 3 tháng. Tức là cái triệu chứng về buồn ngủ ngày và ngủ trong ban ngày ít nhất 3 tháng là hầu như có cả narcolepsy type 1 và type 2. Tiêu chuẩn thứ hai là phải có cái thời gian tiềm thời giấc ngủ á, là nhỏ là bằng 8 phút, và nó phải có khởi đầu giấc ngủ bằng hai cái khởi đầu giấc ngủ bằng REM. Thì chúng ta vẫn cái tiêu chuẩn về PSG, MSLT á, nó phải đạt được yêu cầu đó. Đồng thời rằng nó không được có catalepsy và chưa làm hoặc là làm cái hypocretin mà nó bình thường, tức là nó lớn hơn 110 picogram trên mililit hoặc là lớn hơn 1/3 cái giá trị trung bình bình thường. Trong cái thời gian mà làm này, chúng ta phải loại trừ cái vấn đề về cái nguyên nhân khác mà nó gây ra cái triệu chứng mà trên cái PSG, MSLT đó, tức là cái việc của buồn ngủ cũng như là cái việc mà thời gian tiềm thời nó ngắn đó. Chúng ta phải loại trừ cả cái bệnh lý như là thiếu ngủ, hoặc là bệnh ngưng thở tắc nghẽn lúc ngủ, hoặc trễ pha giấc ngủ, hoặc là tác dụng phụ của thuốc, hoặc cái chất gây nghiện và cái hội chứng cai của cái thuốc này. Thì trong một cái tình huống đặc biệt là gì, ví dụ một cái người là narcolepsy type 2, đầu tiên đó, khi mà chẩn đoán là narcolepsy type 2 nhưng mà tức là không có catalepsy, mà sau đó nó xuất hiện cái catalepsy, thì cái nhóm đó sẽ được chuyển qua chẩn đoán là narcolepsy type 1. Có nghĩa là lúc đầu thì là catalepsy không có, nhưng sau đó nó xuất hiện catalepsy. Tại vì cái catalepsy này nó có thể xuất hiện sau đó vài năm. Nên nhiều khi có nhiều người đang ở narcolepsy type 2 mà lại được chuyển qua narcolepsy type 1. Hoặc là cái nhóm thứ hai là narcolepsy type 1 mà nó chưa làm cái hypocretin. Có nghĩa là chưa có cái hypocretin để xác định nhé. Thì sau thời gian khi mà nó xét nghiệm nó có cái hypocretin đó, nó nhỏ hơn 110 picogram hoặc là nhỏ hơn 1/3 giá trị trung bình bình thường đó, thì nó được chuyển qua chẩn đoán là narcolepsy type 1. Thì chúng ta có một cái bảng tổng kết lại để phân loại, để so sánh giữa cái narcolepsy type 1 và type 2. Thì chúng ta thấy có ba cái triệu chứng chính mà chúng ta thường hay chú ý, tức là buồn ngủ ngày lớn hơn 3 tháng, thì hầu như narcolepsy type 1 và type 2 nó đều tương tự với nhau. Catalepsy á, tức là cái vấn đề về liệt khi ngủ á, là nó thường á, xuất hiện ở cái narcolepsy type 1 hơn. Đối với narcolepsy type 2 thì không có. Chẩn đoán, cái tiêu chuẩn chẩn đoán của cái narcolepsy type 1 á, chúng ta phải có gồm có cái tiêu chuẩn 1, tức là lớn hơn 3 tháng, đồng thời rằng là cộng với một trong một hoặc là hai cái ba cái tiêu chuẩn phía dưới. Chúng ta nhìn thấy ở đây là cái tiêu chuẩn 1, 2, 3 phía dưới là gồm có là hypocretin, catalepsy hoặc là PSG-MSLT. Thì tương tự như vậy, bên chỗ narcolepsy type 2 cũng vậy, nó phải cộng hết tất cả những cái tiêu chuẩn ở dưới này. Thì bên cạnh đó thì chúng ta thấy được rằng gì, đấy chỉ nhắc lại chuyện rằng là MSLT với lại SOREM thì ở trong narcolepsy type 1 thường nó có cái MSLT nó thấp hơn, tức là nó ngắn hơn so hoặc là nó nhiều hơn cái SOREM so với lại narcolepsy type 2 mà thôi. Đồng thời nữa là chúng ta thấy được là DQB1 0602 á, nó thường xuất hiện hầu như là một cả cái narcolepsy type 1 đều xuất hiện cái DQB1 0602, nhưng mà riêng đối với narcolepsy type 2 á, thì nó chỉ có khoảng cỡ 45% là có xuất hiện cái DQB1 0602 mà thôi. Các cái triệu chứng khác của cái narcolepsy như là vấn đề về ảo giác đầu đêm, ảo giác lúc ngủ hoặc là liệt khi ngủ thì ở cả narcolepsy type 1 và type 2 nó đều có. Vấn đề về béo phì thì ở narcolepsy type 1 nó thường phổ biến hơn, và đối với narcolepsy type 2 thì nó ít phổ biến hơn. Đấy. Thì qua cái bài hôm nay thì em rút ra một số kết luận sau đây. Thứ nhất là narcolepsy type 1, narcolepsy nó được chia làm hai cái type là type 1 và type 2. Thì narcolepsy type 1 nó có catalepsy và có hypocretin nó giảm. Narcolepsy type 2 thì nó không có catalepsy và hypocretin nó bình thường hoặc là nó không có làm. Buồn ngủ ngày quá mức hoặc là ngủ ngày thì phải xuất hiện ít nhất 3 tháng thì mới đạt được cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn về PSG-MSLT thì nó là MSLT thì nó nhỏ, nó bằng 8 phút và phải có được là hai cái SOREM. Thì trong một cái SOREM trong cái PSG có thể thay thế cho cái SOREM trong MSLT. Riêng DQB1 0602 đó thì narcolepsy type 1 là nó hầu hết nó sẽ xuất hiện khoảng 100% là nó sẽ có cái kháng thể này. Đối với lại là narcolepsy type 2 thì nó có khoảng xuất hiện khoảng 45% cái tỷ lệ thôi. Narcolepsy type 1 thì thường nó hay béo phì hơn so với narcolepsy type 2. Vâng, em xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý thầy cô, quý anh chị và các bạn. Nếu quý thầy cô, quý anh chị và các bạn có thêm những câu hỏi gì á thì mình sẽ trao đổi luôn, và em sẽ cố gắng hết sức trong cái khả năng của mình để có thể chia sẻ được những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm mình có về cái bệnh lý này. Nếu như mà vẫn chưa đáp ứng được cái đó thì em sẽ trả lời lại sau. Nhưng mà cũng xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý thầy cô, quý anh chị và các bạn. Xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Tổng Thư ký Hội Y học chất của Việt Nam với phần trình bày rất là hay, ngắn gọn, xúc tích về chẩn đoán
chứng ngủ rũ hay là narcolepsy, đặc biệt là những cái đặc điểm lâm sàng và đặc điểm đa ký giấc ngủ. Đây cũng là một cái lĩnh vực mà chuyên ngành của thạc sĩ Nguyễn Hữu Hoàng trong cái phân tích cái đa ký giấc ngủ ở bệnh nhân narcolepsy. Vậy tiếp theo xin ở đây thì trước khi các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp có ý kiến câu hỏi để mà trao đổi thêm, thì ở đây thì chúng tôi cũng nói thêm một tí là về cái các cái thăm dò. Thì trong cái thăm dò về cái chứng ngủ rũ thì chúng ta thấy là có những cái bộ câu hỏi đánh giá cái mức độ nặng của buồn ngủ. Ví dụ như Epworth thì chúng ta có thể sử dụng được. Nếu mà trong cái chứng ngủ rũ thì người có chứng ngủ rũ thì cái thang điểm Epworth của họ sẽ rất là cao. Có thể là 14 cho tới 24 điểm. Cái thứ hai nữa, cái xét nghiệm như thạc sĩ Nguyễn Hoàng có đề cập đến đó là MSLT, nó Multiple Sleep Latency Testing, đó là cái những cái xét nghiệm về đánh giá cái thời gian tìm thời. Thì cái đối với cái trách nhiệm về đánh giá thời gian tìm thời thì chúng ta có thể thực hiện được ở tại các cái phòng khám chuyên khoa về giấc ngủ, bởi vì thực hiện rất là dễ. Thường chúng ta sẽ đánh giá 4 hoặc 5 đợt. Thường thì người ta đánh giá từ lúc 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ, 14 giờ và 16 giờ. Và chỉ có một cái điều lưu ý là khi mà đánh giá như vậy thì người bệnh phải ở trong cái điều kiện giống như ngủ phòng tối, rồi trang phục là phải thoải mái, không có làm những cái việc mà gây người ta sao lãng cái giấc ngủ, ví dụ như là đọc sách hoặc là nghe nhạc hoặc là nói chuyện điện thoại vân vân, và mình tạo ra giấc ngủ sinh lý. Về cái kết quả mà chẩn đoán thì là đúng là dưới 8 phút thì được là cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Tuy nhiên nó có cái một cái vùng bình thường là từ 10 đến 20 phút đi vào cái giấc ngủ, cái thời gian tìm thời, chứ nó có vùng người ta gọi là vùng xám, đó là từ 8 tới 10 phút. 8 tới 10 phút thì lúc đó là phải xem lại đối chiếu lâm sàng, đa ký giấc ngủ và xem thử có những cái nguyên nhân gì khác hay không. Thì về cái tiêu chuẩn về 8 phút thì đây là người ta nghiên cứu thấy đây là có cái điểm cắt về thời gian, có cái giá trị chẩn đoán chuyên biệt rất là tốt. Và như vậy thì đối với các cái trung tâm, các cái phòng khám mà chúng ta có cái sleep lab thì chúng ta có thể thực hiện vấn đề này. Ngoài ra thì trong cái đánh giá về cái chứng ngủ rũ thì chúng ta cần một số cái test khác mà cái bài báo cáo hôm trước của thạc sĩ Diễm Khuê cũng nói rồi. Chúng ta đánh giá về khách quan, về cái trách nhiệm duy trì sự tỉnh táo và cái nghiệm pháp Oxlan. Như vậy thì những cái mà chúng ta có thể là bổ sung. Như vậy bài trình bày của thạc sĩ Nguyễn Hữu Hoàng với những cái test chẩn đoán mà chúng ta thấy là chúng ta cũng đã được cập nhật, đặc biệt là những cái xét nghiệm về các về sinh học phân tử, chúng ta có thể định lượng một số cái hoạt chất. Về điều trị thì cũng xin các thầy cô và các anh chị có ý kiến thêm hoặc là những cái gì trao đổi thêm thì chúng ta cùng với thạc sĩ Nguyễn Hữu Hoàng. Em xin kính chào thầy sĩ, em xin chào thầy cô và các anh chị. Xin cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ Hoàng. Cho em muốn hỏi một chút là bác sĩ Hoàng đã gặp cái trường hợp nào mà narcolepsy ở Việt Nam hay ở miền Nam chưa? Cái này là đúng là một cái câu hỏi rất là hay, và đúng như em đã nói ban đầu đó, thì thật sự rằng ở Việt Nam mình á, cái vấn đề về chẩn đoán cái bệnh lý này á, nó còn rất là hiếm và rất là ít, tức là mình không nhận biết được nó được nhiều. Trước đây thì em đã từng gặp một cái ca như vậy rồi, nhưng mà thật sự rằng cái thì lúc đó mình chưa có kinh nghiệm cái việc mà chẩn đoán cái tiêu chuẩn mà mình mong muốn, tức là mình lúc đó thì mình nghĩ rằng đó là nó một cái bệnh khác chứ không phải là gì. Nhưng sau này em học về cái này á, đọc kỹ lại thì mình mới nhận thấy được đúng là nó có vấn đề về narcolepsy thật, mình không có nhận ra. Đúng thật sự rằng là em cũng không có thật sự quá nhiều kinh nghiệm về trong cái lĩnh vực này. Em quên xin giới thiệu là em là bác sĩ Lê Thị Ba, là bác sĩ của Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai ạ. Thì cũng có thời gian là học ở bên Pháp về cái chương trình đào tạo về y học giấc ngủ, và em cũng có gặp narcolepsy. À, em cũng chia sẻ với các thầy cô một chút, và vì ở Trung tâm Hô hấp thì em cũng mới chẩn đoán ra được một trường hợp bệnh nhân bị narcolepsy, là một cái bệnh nhân nam 38 tuổi. Em không biết làm thế nào để chia sẻ cái hình ảnh của cái bệnh nhân đấy. Cảm ơn chị Ba. Thì có học ở Pháp, về Trung tâm Hô hấp mà mạnh về narcolepsy là ở bệnh viện Vichy Saint-Pierre. Ở đó thì
có các bác sĩ của hội cũng thường xuyên làm việc đó, cũng đã làm việc một thời gian. Và narcolepsy ở Việt Nam thì chúng tôi cũng gặp một cái trường hợp bệnh nhân nữ là cán bộ nhà nước cứu 30 có cái chứng bùa rất là nặng. Sau đó các bác sĩ nghĩ là về cái kiểu hình thì nghĩ là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, tuy nhiên khi điều trị bằng CPAP thì không cải thiện, và do vậy trong cái thời gian tới là chúng tôi sẽ làm toàn bộ các cái test và để điều trị. Cái điều trị của narcolepsy nó lại khó là vì liên quan tới thuốc men. Các cái thuốc mà điều trị narcolepsy là có trên thị trường hoặc có những cái thuốc mới nhưng mà tác dụng phụ nó rất là nhiều. Và bây giờ nó gộp cái nhóm ví dụ như modafinil, desafetamin, methylphenidate và cái thuốc mới nhất là pitolisa. Những cái thuốc này là tác dụng phụ rất là thường gặp, như là đau đầu, buồn ói, rồi rối loạn tính khí, rồi thậm chí gây rối loạn giấc ngủ, rồi sụt cân, vân vân. Thì do vậy cái điều trị cái narcolepsy khó nhất là cái chế độ dùng thuốc. Về chúng ta có đăng ký giấc ngủ, chúng ta làm các cái test đánh giá thời gian tìm thời thì chẩn đoán nó tương đối dễ hơn, nhưng cái phần điều trị là tương đối khó. Trên đây là một số ý kiến chia sẻ thêm với quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Xin mời quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp có ý kiến thêm cho thạc sĩ Nguyễn Hữu Hoàng đi ạ. Chắc cũng theo cái thống nhất với bên Sleep Lab thì chúng có thể thạc sĩ Diễm Khuê cho chạy cái video về điều trị về tôi gọi là cái hương liệu pháp để rối loạn giấc ngủ. Đây là cũng là một cái mới trong cái sản phẩm điều trị giấc ngủ. Em cũng chia sẻ một xíu là ở miền Nam cũng có gặp narcolepsy ở bệnh viện Đại học Y Dược à. Những ca này thì em không theo dõi nên em cũng không có kinh nghiệm nhiều. Và như vậy có thể trong thời gian tới Hội Y học nhất của Việt Nam chúng ta làm một cái protocol chẩn đoán về narcolepsy, các bước như thế nào thì mình làm ngắn gọn thôi để sử dụng nội bộ ở trong không phải là guideline chúng ta làm sao. Và như vậy thì vì số lượng bệnh cũng ít và nó đòi hỏi là các cái trung tâm và có cái chuyên gia về y học giấc ngủ, chúng ta có thể là một cái protocol các cái cùng với nhau thống nhất một cái các bước để mà chẩn đoán, chúng ta ra một cái lưu đồ thì như vậy, và sử dụng những bộ câu hỏi chuẩn và cái test chuẩn về đánh giá thời gian tìm thời, đánh giá sự tỉnh táo và cái nghiệp pháp Osler. À, trong thời gian tới thì chúng ta sẽ làm cái việc này. Thì thật sự so với OSA thì narcolepsy là một bệnh rất là nặng vì ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng cuộc sống. Dạ. Xin cảm ơn thạc sĩ Diễm Khuê. Dạ, có câu hỏi về điều trị thì buổi hôm sau sẽ có bài điều trị của thầy Giáp. Cái phần narcolepsy thì tương đối khó vì cái bệnh nó cũng ít gặp. Thì theo cái báo cáo của thạc sĩ Nguyễn Hữu Hòa là chúng ta chỉ có khoảng chừng vài chục trường hợp trên 100.000 dân nha, khoảng 30 cho đến 40 trường hợp. Cái tỷ lệ rất là hiếm, có thể là và do vậy cũng như tuy nhiên nó cũng không hiếm lắm thì so với các bệnh lý khác, các bệnh mà hiếm gặp có thể là một trường hợp trên 200-300.000 dân. Ở đây thì chúng ta thấy như vậy cũng không phải là hiếm gặp. Và do vậy cái việc mà chẩn đoán điều trị thì chúng ta sẽ được cập nhật trong các cái ngày hôm nay và các buổi tiếp theo.